Nó thích là ví dụ mình làm diễn viên nhưng mà mình là trong sạch. Nó không thích cố có một cái gì, gì đó cố sạch. Giữ mà thật sự toàn trực trên trời rơi xuống là mẹ mình chịu không nổi. Cái áp lực nó khủng khiếp. Cái khoảng thời gian rất là đau lòng khi mà kiểu mọi người công kích mình thì mình công kích mình thì không sao, nhưng mà kiểu ba mẹ đập vô thì ba mẹ sẽ đau lòng á. Thương con mà chịu không nổi. Hai vợ chồng không nuốt cơm được, phải đi ra vỉa hè để mà nhìn người qua lại để ăn cháo dễ nuốt. Nó bán cháo đậu đỏ, hai vợ chồng ăn 4 ngày ăn cháo đậu đỏ, không nuốt có cơm. Cô chú, bây giờ con hỏi một chút xíu về chuyện của Vân nè. Vân trưởng thành rồi, Vân lớn rồi, cô chú có bao giờ nghĩ con mình sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng không? Không. Đến khi mà bạn nhận được một cái vai diễn mà nó ghi dấu ấn với khán giả rồi thì cô chú cảm thấy như thế nào? Cảm thấy mừng lắm, hạnh phúc. Cảm thấy hãnh diện lắm, cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh đi vô cái hôm đó chiếu ra mắt, phim mắt biết rồi, hai vợ chồng mừng, nó thích lắm. Xong sau đó về trên đó, bạn bè trong xóm gì bạn bè đó, nó biết ba mẹ của Khánh Vân rồi nó đi đâu thì đi với ba mẹ siêu thị, thì mấy đứa nhỏ 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 nó biết nhiều lắm, nó lụm lại nó chụp hình, thấy hai ông bà đứng cứ mặc cái vân vân như bánh đa phơi nắng á đấy. Nhưng mà được có mấy bữa thôi, qua bữa sau nó ra nó dí vô nó chụp hình, hai ông bà đứng ngoài mưa lâm râm mà đứng gần mà cái tiếng hồ đứng ngoài mưa vậy nè, chờ nó chụp hình đúng không? Thời gian đầu á đi đóng quần chúng với Tiên với lại Ngô Phước Thịnh gì đó, trời ơi sướng lắm, mừng lắm. Ngày được 200 ngàn, về bệnh 4 ngày. Nhưng mà mình vẫn động viên hả cô chú? Thôi nó giấu á. Nó giấu đâu có nói. Thêm mà nó tích trẻ nó đi. Ngày 200 ngàn đỡ. Anh biết hồi xưa em đi vỗ tay cho game show á, Phước Trang dẫn chương trình. Cái gì? Có 20 à. Tối về cái tay ăn cơm không nổi luôn á. Nó đau quá. Hồi đó Phước Sang dẫn chương trình chúc mừng sinh nhật gì đó. Đó là một cái tự hào của các bậc phụ huynh. Nhưng mà Linh nói thật ra đôi khi anh chị không cãi nhau về chuyện của anh chị, nhưng mà anh chị sẽ cãi nhau về người nổi tiếng đó đó. Bởi vì khi một người nghệ sĩ mà là công chúng rồi đó, rất là nhiều áp lực. Thậm chí là nó sẽ gây áp lực cho gia đình luôn. Anh chị có thấy vậy không? Có nhiều. Có. Nhiều. Nhiều khi chịu không nổi. Chịu không nổi luôn. Thương con mà chịu không nổi. Một cái người ở trong cái môi trường showbiz á, thì có thể họ đã tiếp cận với những cái áp lực đó và họ quen, họ hiểu được, họ quen được. Còn như cô chú là hoàn toàn không biết, không bao giờ ngờ được. Chị thấy là con mình nổi tiếng thì mình sẽ rất là vui, nhưng không bao giờ ngờ được con mình sẽ vướng vãi những cái câu chuyện mà gây cái áp lực. Đúng rồi, đúng rồi. Nghệ sĩ là người có thể chịu áp lực nó kinh khủng khiếp. Và cái người nhà nghệ sĩ là cái áp lực gấp đôi. Nhiều hơn, đúng rồi. Có những lúc nào chị thấy con mình nổi tiếng, có nào anh chị khóc một mình không? Có, Hoa khóc nhiều. Đó, nhiều lắm. Chịu không nổi, hai vợ chồng không nuốt cơm được, phải đi ra vỉa hè để mà nhìn người qua lại để ăn cháo dễ nuốt. Nó bán cháo đậu đỏ, hai vợ chồng ăn 4 ngày ăn cháo đậu đỏ, không nuốt có cơm. Lúc đó con nghĩ là khi con mình ngưng cũng không làm luôn. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Thì nghề cháu lựa thì cháu phải chịu, nhưng mà mình cầu xin cho nó. Nhưng mà cái áp lực nó khủng khiếp. Cái sự kiện đó là như thế nào cô chú? Sao Nhập Ngũ á, nó nổi tiếng đó. Để cái rồi cũng có một số bên họ hàng, bên phía nhà anh nó không thích đó. Rồi bắt đầu lập cái Facebook lên Artifan vậy đó, tấn công bé. Đại khái là vậy. Bé nó nhỏ quá, đồng ý là nó lớn rồi, nhưng mà nó mới vào nghề ít rồi chú của Linh đó. Nó thích là ví dụ mình làm diễn viên nhưng mà mình là trong sạch. Nó không thích cố có một cái gì đó cố sạch. Giữ. Mà thật sự toàn trực trên trời rơi xuống là mẹ mình chịu không nổi. Thương con đứt ruột luôn. Mỗi giai đoạn á, nó có một cái signal khác nhau. Thậm chí signal đó không phải là do mình gây ra nữa, mà mình cũng vô tình mình lọt vào cái tầm ngắm. Cái tầm ngắm của gọi là signal đó, hay là mình lọt vào cái drama nào đó. Nó vô tình thôi. Đó, vô đó tình là thôi. Cái gì mà người nghệ sĩ phải vượt qua. Dạ đó. Nhưng mà mình không gây ra thì mình cũng chẳng sợ gì cả. Thôi thì bây giờ mình nuôi con cũng vất vả. Con nó cũng mang tới cho mình quá nhiều cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Mà bên cạnh đó thì nó cũng có rất là nhiều cái nỗi lo. Thôi thì bây giờ để đáp lại cái tình cảm của ba mẹ, thì các con có làm một cái video clip bất ngờ gửi tặng cho ba mẹ. Thì bây giờ mời cô chú hướng mắt lên màn hình. Lời nói đầu tiên thì cho con, cho em và em gái của em gửi lời chào tới chú MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan, các quý vị khán giả đang xem đài truyền hình. Dạ, em là Đỗ Khánh Vân, đây là Đỗ Phi Kha, em trai của em.
là con gái của quý phụ huynh đang tham gia chương trình. Bình thường hay bị mọi người kêu mắc bệnh công chúa, mặc dù sinh ra không phải trong gia đình hoàng thất giàu có, nhưng mà tại vì được ba mẹ rất là cưng chiều từ còn bé cả hai đứa luôn, cho nên là cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là may mắn khi mà gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ. Hầu như là từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau. Không, thấy mẹ cãi nhau rồi chưa? Chưa, mà giận hờn nhau là im lặng. Cô không biết ba mẹ giận nhau luôn á. Có lần bà nội kêu ba mẹ mày đang giận nhau đó, cả hai đứa cụ có hả? Sao thấy sáng vẫn chở nhau đi làm, vẫn đi uống cà phê, tối vẫn ăn cơm bình thường, chưa bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau, đánh nhau hay đập đồ luôn. Chỉ có thấy hai đứa đánh nhau bé. Ba mẹ đập hai đứa không à, chứ ba mẹ không có đánh nhau bao giờ. Hai đứa con mình nó cũng cả tận giống như ba mẹ đó vậy. Thôi vui mà. Chứ bây giờ cầu cãi nhau cho thấy một lần sáng mắt luôn, rồi chưa bao giờ thấy luôn. Hai ông bà yêu thương nhau lắm. Nghiêm túc lên coi, nói sao ta cứ nói sao cho ba mẹ cảm động à. Tức quá nè. Mặc dù là cả hai đứa đều không có sống cùng với ba mẹ ở cách xa nhau lắm, nhưng mà hy vọng là ba mẹ không cần phải lo lắng quá nhiều về cho hai đứa, vì hai đứa giống như cỏ dại vậy đó, quăng đâu cũng sống được hết đó. Chỉ hy vọng là ba mẹ có thể tự thoải mái xài tiền của hai đứa, tại vì hai đứa kiếm tiền cũng không quá vất vả. À, cô đó nghe được á. Hai đứa cũng biết tự chăm sóc cho bản thân mình từ nhỏ lớn, là toàn là ba mẹ nuôi không, mà bây giờ phải cho hai đứa trả công cho ba mẹ chứ, đúng không? Được. Thì lúc nào kiểu đưa tiền cho ba mẹ xài, xong ba mẹ cũng thôi sợ làm gánh nặng cho con, sợ con thiếu thốn, nhưng thật ra không, hai đứa sống rất vui, rất là giàu có. Rất là có tiền luôn, cho nên là hy vọng ba mẹ cũng có thể thoải mái xài tiền của con, đừng có tiếc cái gì hết á. Hai đứa cũng ở xa, không có thể nào về nhà thường xuyên nữa mà chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ được, cho nên là hy vọng ba mẹ có thể từ yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Ý là hai người còn có được yêu đương chứ có còn có người yêu đâu. Gia đình mình xảy ra cũng khá là nhiều biến cố, nhưng mà cũng đã cùng nhau trải qua được hết rồi. Bây giờ chỉ hy vọng là gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc và yêu thương nhau, tận hưởng những ngày tháng sau này thật là tuyệt vời vậy thôi. Làm dễ sao luôn. Là cái tính này tính của ba đó. Vân làm con rất là xúc động nha. Đúng. Con biết là Vân ở Sài Gòn một mình thì cuộc sống kinh tế nó không khá giả đâu. Sau khi mà nổi tiếng rồi thì may mắn thì mình sẽ có rất là có nhiều cái hợp đồng để cải thiện cái kinh tế thôi, chứ nếu mà nó mà giàu thì không giàu. Nhưng mà con rất là xúc động khi mà Vân bảo rằng là ba mẹ cứ tự do thoải mái xài tiền của tụi con giàu lắm. Tự nhiên con xúc động vô cùng luôn á. Con không biết là cô chú có đã từng xúc động, bởi vì nghe câu đó lâu rồi mà. À dạ. Đang xúc động lâu rồi, bây giờ Ngọc Lan mới nghe. Dạ. Chứ còn mình là cha là mẹ mà nghe con nó nói gì mà không hề một đứa đâu, cả hai trẻ em luôn. Dạ. Anh chàng kia đi học năm thứ ba thú y, ngoài giờ đi học xong đi tranh thủ đi làm đi quán cà phê hay quán Hàn Quốc hay gì đó kiếm tiền gửi tiền về cho mẹ, thiếu tiền thì có chị lo. Chứng tỏ là cô chú giáo dục bé Vân rất là tốt, để mà Vân có thể dạy được em, lo được cho em, hai chị em một thân mình ở trong Sài Gòn. Cảm xúc của cô thế nào ạ? cô cũng nói chung là rất hạnh phúc vì có hai em như vậy mà ngoan đó. Thì gòn nhưng mà em không có như vậy đó, mà chị em thương nhau vậy. Thôi bây giờ thì chúng ta mời hai chị em xuất hiện để chào khán giả luôn. Rồi mời hai chị em vào nào. Dạ, tới anh chú. Rồi, ngồi đi hai con. Rồi, hai bạn ngồi. Sao, nãy giờ ngồi nghe ba mẹ kể về câu chuyện yêu nhau của ba mẹ mình thấy làm sao nè? Dạ, thấy mắc cười. Dạ, tại vì con cũng nghe ba mẹ cũng kể sương sương à. Đây là lần đầu tiên nghe ba mẹ kể câu chuyện dài vậy. Hai đứa ngồi đó. Mắc cười nhất là chỗ nào? Dạ, đoạn ba bỏ nhà đi. Tại không có nghĩ là ba sẽ bỏ nhà đi hết. Sao ba dạy gái quá vậy hả? Thế mai mốt khi mà em có bạn trai hoặc là em lấy chồng, em có ước mơ rằng là chồng mình sẽ được như ba không? Dạ có. Thật ra là ba là mẫu đàn ông lý tưởng để mà em áp đặt vô mấy anh bạn trai của em. Mấy anh bạn trai luôn hả? Mà tìm nó mà tìm nó bao nhiêu năm nay tìm nó có ra. Giống mà tiêu chuẩn rồi.
Tại vì khó có bạn trai là tại vì hồi xưa đi học á, ba cấm, ba không có cho yêu đương. Hồi xưa lúc mà em học lớp cấp 3 là em hay kiểu mặc áo dài, cho nó phải mặc áo dài đi học thường xuyên. Thì ba cấm và cái phải học xong thì mới được có bạn trai. Nhà em trên đồi á thì có rất là nhiều sân đá banh, sân thể thao, xong mấy bạn con trai hay đi ngang nhà, xong cũng biết nhà ở đó không. Mấy bạn chạy ngang, mấy bạn kêu Vân ơi anh yêu em, đi kia kia nọ, là ba sẽ chạy vô trong nhà, ba cầm cái con dao á, cái ba chạy ra, ba kêu thằng nào bây giờ ế luôn rồi đúng không? Hết nào cho tới nhà luôn đúng không? Ba không có cho thằng nào đụng vô hết. Mà bây giờ mình xuống Sài Gòn rồi nè, ba đâu có giác dao ra được. Thì đó xưa cũng bí mật. Thì giờ có mấy người đó, nó có mấy thằng đó. Còn còn mẹ em thì là ngược lại. Kiểu mẹ mà chở đi học về á, xong mẹ thấy mấy thằng trai đi ngang qua là mẹ sẽ hai vợ chồng này kỳ cục quá. Sao mẹ hút cái xong rồi người ta chạy ra, người ta nhìn cái xong mẹ là chỉ làm sao. Còn ba thì ba không cho. Nhưng mà giờ tụi nó bản lĩnh rồi, tụi nó sẽ biết lựa chọn ai là người tốt, ai là người xấu. Chứ bây giờ vẫn còn ế. Nhưng mà ba con thiên vị lắm chú. Tức là hồi con đi học á, là ba sẽ không cho thằng nào đụng vô đó. Nhưng mà thằng nhóc này, hồi năm cấp 3 đi học có bạn gái mà không phải có một đứa đâu, có hai ba đứa luôn. Trời đất ơi. Kia hồi đó nó làm gì có tiền mua sô-cô-la ngày Valentine chú. Cái xong ba mua sô-cô-la cho nó, cái xong về tối hai cha con chia ra mấy hũ này, xong mở tủ cái hũ này cho em này, hũ này cho em này, trời. Nhưng mà con là không hề. Mình phải gọi là cân bằng hai đứa luôn chứ. Cho đứa cưa quen thì phải cho này luôn chứ. Gái mới lớn thì mới 11, 12 thì mình cũng sợ sợ. Còn cái anh kia thì con trai mà sợ khỉ gì. Khi mà mình bắt đầu mình vô showbiz rồi, mình gặp nhiều cái áp lực ở với xã hội rồi, mình có hiểu được là ba mẹ mình buồn như thế nào không? Dạ cũng có một khoảng thời gian lúc mà em bị áp lực quá, xong cũng không có dám gọi điện thoại cho ba mẹ, mà lúc đó ba mẹ cũng không ai gọi điện thoại vô luôn. Nhưng mà kiểu giống như là ba mẹ kiểu tâm linh tương thông á, cho nên là không có buồn là tại sao ba mẹ không quan tâm mình. Nhưng mà về sau là mẹ nói là tại vì mẹ tin là con gái mẹ rất là bản lĩnh, mẹ tin là con gái mẹ vượt qua được, cho nên khoảng thời gian đó mẹ không gọi, mẹ sợ con rối. Mà có biết được câu chuyện là 4 ngày liền ba mẹ phải đi ra ăn cháo để nuốt cho nó trôi không? Về sau là mẹ nói. Chứ khoảng thời gian rất là đau lòng khi mà kiểu mọi người công kích mình thì mình công kích mình thì không sao, nhưng mà kiểu ba mẹ đập vô thì ba mẹ sẽ đau lòng á. Cho nên là lúc mà ba mẹ đau lòng thì em với lại em trai em gửi tiền là ba mẹ hết đau lòng. Rồi Linh với lại con đang biết cái con mình nó đang bị áp lực, nó đang đau khổ, nó đang ấy, một ngày 40-50 ngàn người chửi nó thì mình áp lực làm chi. Mình nói bé Văn ơi, kệ bà nó mà, không thua gì bà, không có ai sống trên đời mà mọi người cùng thương hết được đâu. Thế nào cũng có người không ưa mình, mà cái số người không ưa mình thì kệ nó, không đừng quan tâm nó, con sống vui vẻ đi, ra Hà Nội chơi với hậu hoàng đi. Bây giờ mình có muốn nói cái gì về đấng sinh thành của mình không? Cô thì nói thì ngày nào cũng gọi điện thoại nói, ngày nào cũng mà điện thoại nói rồi. Mà mẹ ba mẹ em sẽ không có giống như những cái ba mẹ khác là sẽ ít gần con cá đâu. Ba mẹ em nói chuyện giống như bạn bè á, cứ gọi điện thoại là công chúa, con gái yêu, là con gái yêu hôm nay ăn gì, không có mệt không, ôi thương cục cưng quá, cục cưng cái này thế kia. Đó là kiểu hai mẹ con nói chuyện với nhau ngày nào cũng nói chuyện rất là ngọt ngào á. Người con trai có nói chuyện ngọt ngào với ba với mẹ không? Dạ ngày nào cũng gọi cho mẹ á. Con có gọi cho ba không? Ba ba thì ít nhà mẹ gọi thôi. Dạ thì có bồ mới gọi cho ba là sao? Đúng, khi nào kêu bắt ba mua sô-la mới gọi là sao? Đúng, đúng không? Đúng. Cái này nó rành ghê luôn á. Hôm nay chúng ta phải đặt tên gia đình là gia đình vui vẻ thì đúng hơn. Vui vẻ hạnh phúc là một trong những cái điều mà tất cả gia đình đều hướng tới. Có vui vẻ hạnh phúc chúng ta mới vượt qua những cái áp lực trong cuộc sống. Chúng ta giữ vững được gia đình thế này là quá tuyệt vời rồi. Ê, mẹ nãy giờ là mẹ len lén, mẹ lau nước mắt dữ lắm mẹ đó. Khóc rồi, khóc mẹ hạnh khóc phúc nhiều đó. Đó. Nào hãy cùng nắm tay chặt với nhau nào. Cả nhà mình ôm nhau đi nào. Ôm nhau. Tuyệt vời.